ở hồi cung. Có lệnh truyền rằng trận chiều, ngài có lệnh truyền rằng các quan thủy bộ cũng là chư đinh.
quốc sử ký Việt Nam. Việt Nam Trần Thị lịch đế vương kế thế chỉ binh thiên trường tức bạc địa linh sơn hà dục tu trung linh khám có sơ dâng tâm trình dòng xoáy kim
sắp mã trung kỳ bằng phe sắp mã trung kỳ đã vô hóa sắc này để phạm sân sơn thân giang hồi cung ngoài đời hoàng thiên vương cô đệ nhất tức mạng hương là đất chấm 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 quanh quanh ngọc diệp danh danh kim chi ngọc diệp danh danh thái sư nhất phẩm huyền thánh nghe ai qua xa hồi cung huệ lan thơm nức một nhà hiếm vì cành ngọc mặt mà là xanh chốn thiên thanh từ xa khất bài ngấp lòng trời lại ái lòng dân phút bỗng bỗng thần chiếm bao phút bỗng bỗng thần sao xa đôi vị phụ nhân mơ màng
cũng rằng kinh vô bằng tân cân đến cho tiên tiên chương thương. Áo quân quân giả khắc tử thì mất chúng sinh cô ngã kim kinh nghe khai quang và chú yên tôn. Văn sơ dâng lên thương lai, văn sơ dâng lên cô về tông đôi chép biên rõ ràng phi cho đệ tử trường sinh. Cầu cho bỏ công sinh
Loan loan ra hồi cung.